Xin chào tất cả quý khách hàng thân thương quay lại với kênh máy xúc gở xe bẹt chúng tôi. Volvo 04 03 con này 03. Chuẩn 03. To gần ngang 04. Hiện tại thì cả Buôn Ma Thuột, cả vùng Tây Nguyên mới có hai con như thế này thôi quý vị ạ. Đường búa các thứ đầy đủ luôn, xe đẹp. Giá hợp lý. Xích trước đẹp luôn. Con này thì chúng tôi mới kéo về bãi để được khoảng đâu đó là hơn một tuần rồi. Và hôm nay mới là bây giờ để cho quý vị coi đây. Hiện tại con này chúng tôi đang để ở đống đá để làm vật liệu xây dựng. Quý vị thấy không? Có mỗi một bãi vật liệu xây dựng biết xì này mà 4, 5, 6 con trâu đầu để mốc. Nhà có điều kiện nó khác hẳn quý vị ạ. Hiện nay con này chúng tôi đang để ở thành phố Buôn Ma Thuột. Quý anh chị và quý bà con cô bác đang có nhu cầu thì có thể liên hệ với số điện thoại góc trái màn hình video để tìm cho mình cái sản phẩm như này nhé. Con này thì anh em yên tâm đi, bế về là chúng ta đổ dầu rồi làm thôi. Anh em nào kỹ, quý vị nào kỹ hơn một chút xíu thì có thể thay nhớt máy rồi thay nhớt thủy lực, xúc tiết nước. Cũ người mới ta mà. Anh em cứ phải thay. Kể là chúng tôi thay rồi, anh em có để thay nữa thì cứ thay nha. Cũng người mới ta. Nhiều khi chúng tôi mua xe về để đi làm công trường cũng vậy á. Người ta bảo là mới xúc tiết nước mới thay rồi nhưng mà vẫn cứ phải thay. Quý vị cứ nhắn tin qua Zalo để chúng tôi sẽ gửi hình ảnh chi tiết từ em này nhá. Chúc chúng tôi sẽ chụp hình chi tiết. Volvo được sản xuất của Thụy Điển. Nếu mà quý vị đã dùng Volvo rồi, quý vị biết Volvo nó có nhà máy ở Đài Điển này và Hàn Quốc này, rồi cộng thêm nữa là nó có cả hãng máy ô tô luôn. Cho quý vị xem nghe tiếng máy lổ một chút xíu. Cái ống nước cái con kia nó chưa bắn chắc. Thanh niên này là chưa biết lái hẳn này, vẫn còn đang rụt rè lắm. Vì đây là đồng chí ở bãi vật liệu xây dựng nên là máy thì chúng tôi vất ở bên này nên là mượn máy để làm. Một công đôi việc quý vị ạ. Thế là chưa có lành nghề lắm, thế là chưa có dám dặn tay, là rất là nhẹ nhàng tình cảm thấy chưa? Múc rất nhẹ nhàng tình cảm. Thôi bây giờ tôi xin phép dừng video đây. Quý vị đang xem video của kênh máy xúc gở CBN, nhớ đăng ký kênh và theo dõi hơn, nhiều hơn những sản phẩm mà chúng tôi đăng tải hàng ngày nhé. Rất là vui khi được phục vụ tất cả quý khách hàng. Làm có tí và gà âm lên. Rồi bây giờ tôi sẽ chụp hình chi tiết để cho quý vị coi luôn. Đồn nữa nè. Con này là con mới lấy về. Dạ. Yeah. Con này hả? Con này. Đấy, nhìn cái góc cạnh cabin này cực kỳ ok, rất đẹp. Rồi bây giờ tôi sẽ quay chi tiết cho nhé. Chi tiết để cho quý vị coi cái xe của chúng tôi như thế nào. Nó xích rất ok và đẹp. Đó. Chân cẳng này, chân cẳng con này thì quý vị khỏi phải chê. Cabin rất là đẹp. Con này thì nếu mà quý vị mà có lái mà chăm chỉ vừa lái sau để dép ở ngoài máy lạnh toát luôn. Cabin như này là đã ok chưa? Hiện tại con này chúng tôi đang để ở thành phố Buôn Ma Thuột. Quý anh chị cứ liên hệ
tính tiếp với số điện thoại chém hình video. Nhìn cabin sướng cả người. Bây giờ sẽ quay chi tiết gạt mưa máy lạnh để đổ con này đường búa thoát nắp nhanh. Ok, hộp phân phối này, hộp phân phối của nó này. Quay kỹ là chi tiết nhất để sao là quý vị nhìn thấy, quý vị tham khảo. Con này thì anh em là cứ bế về là đổ dầu là đi làm thôi, còn cái phần tiền thì chúng tôi sẽ để cái phần mô tả luôn để cho quý vị cứ nhìn ở đó quý vị cân đo đong đếm nhá. Con này áp hoặc cần thì chúng tôi đã làm cực kỳ chắc lịch rồi, chắc như răng chai 18 rồi. Gầm bệ thì nói chung là quá đẹp luôn, quay toa các thứ này đấy, chuẩn chỉ đúng không ạ. Con này giá cả hợp lý, hiện tại thì em nó đang nằm ở thành phố Buôn Ma Thuột. Quý vị đang có nhu cầu thì cứ liên hệ với số điện thoại góc trái hình video. Đây. Con này đời 2013 nhá. Tôi lên lét đó. Đó. Con này giá tiền thì nó hơi cao so với những cái dòng như là da xít như thế này. Con da xít này thì chúng tôi bán cứ còn tầm khoảng 375, có một chút thương lượng nhẹ nhẹ đó. Như con này thì con này phải hơn thế nữa quý vị nhé, nó phải hơn như vậy nữa. Nhìn cái đường nét cơn guốc của nó là như một chàng trai, như một vận động viên thể hình, khá đẹp và đẳng cấp. Rồi bây giờ thì tôi xin phép dừng video đây. Quý anh chị đang có nhu cầu sử dụng những sản phẩm như thế này thì có thể liên hệ nhé, góc chấm hình video đây. Rồi, rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ kênh Máy Xúc Quần Cỏ CVN. Hiện tại thì có mấy con da xít như thế này, chúng tôi đang có khoảng 3 đến 4 con. Nó 4 con bán 2, bán 1 rồi, rồi còn 2 con đang ngoài này với 1 con bên trong kia. Bây giờ tôi xin phép dừng video đây. Quý anh chị, quý bà con đang xem video của kênh Máy Xúc Quần Cỏ CVN, nhớ đăng ký kênh miễn phí để tiện theo dõi nhiều hơn những cái sản phẩm mà chúng tôi đang có và đăng tải hàng ngày. Xe trong kia ấy là xếp hàng, giờ là xếp hàng như lợn con ở ngoài này, quý vị thấy không? Một dãy. Đây con da xít nữa này. Con này thì vừa rồi tôi nói là có 3 con đó, nó giờ đưa ra ngoài này hết để đứng chào hàng đây. Rồi bây giờ thì xin dừng video đây quý vị ạ.